Ai đã ăn thịt nướng sầu riêng bao giờ chưa? Ngon lắm luôn á. Ai là fan của sầu riêng thì đừng bỏ qua nha. Mà cái món này là của ba mình chỉ cho mình cách làm đó mọi người. Sầu riêng mình mở vỏ, lấy cơm, bỏ hạt, sau đó đem đi xay nhuyễn. Thêm vào sầu riêng một chút dầu ăn hoặc dầu ô liu. Đổ sầu riêng ra chén rồi chuẩn bị gia vị để ướp thịt. Cho 3 tép tỏi băm, 3 tép hành băm, nửa muỗng bột nêm, nửa muỗng bột ngọt, 3 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào và 1 muỗng tương ớt. Trộn đều rồi ướp trong vòng 30 phút nha. Bây giờ đem thịt đi nướng. Nếu ai nướng bằng vỉ thì lúc ướp phải cho thêm dầu ăn vào ướp nha. Nướng đều hai mặt thịt. Lúc nào mà thấy thịt đổi màu, cháy cạnh, gần chín rồi á thì mình gắp ra. Sau đó cho bơ và tỏi vào. Phi một lúc thấy thơm, mình cho thịt vào lại. Rồi phết một lớp sầu riêng xay nhuyễn lúc nãy lên trên bề mặt của thịt. Sở dĩ mình không ướp sầu riêng vào thịt ngay từ lúc đầu là tại vì nướng thịt lâu, sầu riêng sẽ dễ bị cháy. Cho nên mình sẽ phết lên thịt ngay khi thịt vừa chín. Phết đều một mặt, mình sẽ trở mặt thịt lại. Sau đó phết tiếp lên mặt kia, rồi trở lại một lần nữa. Mỗi bên mình chỉ nướng trong khoảng 2 phút thôi. Bây giờ lấy ra thưởng thức thôi mọi người ạ. Mình mời mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye.